Ở tập trước, ông Geppetto đi khắp nơi tìm kiếm Pinocchio. Còn Pinocchio và Piago được bà Ludmilla cho ăn kẹo sô-cô-la và chở đi đến khu vui chơi. Hôm nay, bà dụ dỗ được mấy đứa học sinh lười học ham chơi. Hai đứa, chúng đang ngủ trên xe kìa. Hai đứa trẻ này học xong không có thích về nhà. Đảm bảo chúng sẽ rất mê đồ chơi của ông đó. Bà làm tốt lắm. Nếu như dụ dỗ được đứa nào, bà cứ chở chúng tới đây. Ta sẽ thưởng cho bà hậu hĩnh. Đây là tiền công của bà. Ông thật là hào phóng. Tối nay bà hãy để con lừa này ở lại đây. Tuyết rơi nhiều, lạnh quá nên ta cần người canh cổng thay cho ta. Ôi, trời lạnh cống mà ông bắt ta lội trong tuyết đem về sao? Ôi, thật là một kẻ tồi tệ. Đầu đau quá. Đây là đâu? Sao mình lại nằm ngủ trên nền nhà lạnh giá thế này? Viago ơi, chạy mau, chúng ta đã đến thế giới đồ chơi. Nhiều đồ chơi quá. Mình phải chơi thật thỏa thích mới được. Mình đang cưỡi xe tuần lộc, chạy nhanh, hãy chạy nhanh lên. Pinocchio, bạn có đói không? Mình đói quá à. Ước gì có một ổ bánh mì để ăn thì tốt biết bao. Để mình ra ngoài kiếm xem có gì ăn không. Bạn đi nhanh lên nha, mình chơi tiếp đây. Chắc mày lạnh lắm, mày có đói không? Tôi rất lạnh và đói. Cậu giúp tôi với. Tôi chết mất. Được rồi, để ta đi tìm thức ăn và chăn đắp cho mày nha. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện của cuộc đời tôi. Thật ra tôi là một cậu bé tên là Thomas. Tại sao ở nhà không làm bài tập, không chịu học hành gì hết? Thích chơi thôi, thích thì đi chơi luôn đi, đừng về nhà này nữa. Con không thích làm bài tập nữa đâu. Suốt ngày lúc nào mẹ cũng bắt con học, con mệt lắm rồi. Tại sao cháu khóc? Cháu không thích học mà suốt ngày mẹ bắt cháu phải học bài. Cháu ước gì được đến một nơi có nhiều đồ chơi để chơi cho thỏa thích. Bà biết một nơi có rất nhiều đồ chơi, cháu thoải mái chơi. Ở đó cháu sẽ không bao giờ nghe thấy tiếng mẹ cháu la rầy nữa. Thích không? Đó là nơi nào? Bà đưa cháu đến đó ngay đi. Chào bà, hôm nay bà lại đem những đứa trẻ tới cho tôi hả? Nè, giá tiền hơi cao rồi nha, 30 đô. Cháu cứ chơi thật thỏa thích, ở đây cháu sẽ không phải học bài đâu. Ôi, ta đói bụng quá à. Đi tìm xem có gì ăn không rồi chơi tiếp. Hả? Ôi ơi, tại sao trên đầu tôi lại có sừng thế này? Ôi, tại sao tay của tôi lại to mà dài thế này? Bè. Đây là đứa trẻ lười học nhất mà ta từng thấy. Nếu lười học ham chơi sẽ bị biến thành con lừa. Bè. Tôi là Thomas, không phải là con lừa. Xin hãy cứu tôi. Ta đang rất cần một con lừa kéo xe. Cậu lười học ham chơi thì chỉ đi làm con lừa kéo xe thôi. Con lừa đâu rồi? Canh cổng cẩn thận nghe không? Không được để đứa nào chạy thoát khỏi đây. Bạn hãy quay vào đi. Đứng đây, ông chủ thấy sẽ đánh tôi cho xem. Cảm ơn bạn đã kể cho mình nghe câu chuyện của bạn. Thật đáng sợ quá à. Mình không muốn trở thành một con lừa như bạn đâu. Iago ơi, về thôi, trốn khỏi đây thôi, nhanh lên. Bạn bỏ tay mình ra, mình không về, mình muốn chơi nữa.
Nếu bạn nhà mình không mau trốn khỏi đây thì sẽ bị biến thành con lừa kéo xe. Bạn nói vớ vẩn cái gì vậy? Làm sao mình lại có thể biến thành con lừa được chứ? Bạn thích thì bạn cứ đi đi, còn mình sẽ ở lại đây chơi. Cái chân của tôi, tại sao lại có cái móng như vậy? Ôi, cái tay của tôi, tại sao lại mọc ra cái móng con lừa như vậy? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Chạy theo mình nhanh lên Thomas, chạy trốn khỏi đây mau! Bà đã lừa chúng ta, bà xứng đáng trở thành một con lừa. Trời ơi, ta đã biến thành con lừa, ta hối hận quá. Đáng lẽ ra ta nên khuyên các cháu không nên đi chơi mới phải. Ta là người xấu xa. Trời ơi, khu vui chơi yêu quý của tôi đã bị phá tan hoang rồi. Ta sẽ đuổi theo và bắt hết chúng mày về đây.